Chào tất cả các em. Hôm nay tôi trình bày phần thể tích của cái khối chóp. Thì để tính thể tích của một cái khối chóp á, thì các em cần nhớ thêm một số cái công thức. S1 thì bằng tổng diện tích các mặt bên. Công thức thứ hai là diện tích toàn phần ta thường viết là SCB, S toàn phần mặt S xung quanh cộng diện tích của mặt đáy. Phần thứ ba là thể tích của khối chóp. Thì đối với cái khối chóp tứ giác cũng như khối chóp tam giác thì thể tích V của nó đều bằng 1/3 diện tích đáy nhân cho chiều cao h. Trong phần này thì các em cần nhớ thêm công thức là tỷ số thể tích của hai cái khối chóp tam giác là cho cái khối chóp tam giác SABC thì trên các cái cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy. Khi đó ta có cái công thức là V của S, A phẩy, B phẩy, C phẩy chia cho V của S, A, B, C thì bằng S, A phẩy chia cho S, A nhân cho S, B phẩy chia cho S, B nhân cho S, C phẩy chia S, C. Sau đây tôi vào cái ví dụ thứ nhất. Cho hình chóp SABCD có hai mặt bên SAB và SAD cùng vuông góc với đáy. SA bằng A nhỏ. Đáy ABCD là hình thoi cạnh A. Có cái góc BAD bằng 120 độ. Yêu cầu của đề bài là tính diện tích xung quanh và thể tích của khối chóp SABCD. Cho cái khối chóp SABCD có hai mặt phẳng SAD và SAB cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Đáy là ABCD là hình thoi cạnh A. SA được cho là bằng A nhỏ. Và góc BAD là bằng 120 độ. Yêu cầu đề bài là tính diện tích xung quanh của cái khối chóp SABCD và tính thể tích của cái khối chóp SABCD theo A. Thì bây giờ tính diện tích xung quanh của khối chóp SABCD đó thì ở đây là có bốn mặt bên. Mặt thứ nhất là SAB. Thì ở đây đối với SAB thì là một cái tam giác vuông tại A và có SA bằng A, có AB bằng A cho nên dễ dàng ta tính được diện tích của cái tam giác SAB. Tương tự vậy, tam giác SAD thì cũng là tam giác vuông tại A, có cạnh là SA bằng A, AD bằng A thì ta cũng dễ dàng tính được cái diện tích của cái tam giác SAD. Đối với diện tích của tam giác SBC thì ở đây đối với cái tam giác này đó thì ta mới được cái cạnh đáy là BC là bằng A, ta chưa có được chiều cao cho nên ta phải dựng thêm cái chiều cao. Thì đối với cái tam giác ABC là tam giác có AB bằng A nhỏ, BC bằng A nhỏ là tam giác cân. Và đối với cái tứ giác ABCD là hình thoi, cho nên là AC nó đóng vai trò là cái tia phân giác của cái góc BAD, cho nên cái góc BAC là bằng 60 độ. Vì thế cái tam giác ABC là cái tam giác đều. Tam giác đều cho nên ở đây ta gọi thêm M là trung điểm của BC. Rồi M trung điểm BC thì ta kéo dài AM. Thì khi đó ta có AM sẽ vuông góc với lại BC. Và khi đó ta nói S với M lại. Thì SM bây giờ nó chính là đường cao trong cái tam giác SBC. Vì sao SM bây giờ chính là đường cao của cái tam giác SBC? Ta chứng minh như sau. Ta có BC vuông góc với lại AM là 1. BC vuông góc với SA là 2.
Cho nên BC vuông góc với mặt phẳng SAM. Cho nên ta suy ra được BC vuông góc với SM. Cho nên SM nó đóng vai trò là đường cao. Khi đó thì ta sẽ tính được SM, độ dài của nó dựa vào tam giác SAM. Vậy từ đó ta suy ra được diện tích của tam giác SBC. Tương tự như vậy thì ta sẽ tính được diện tích của cái tam giác SDC, cũng bằng luôn diện tích của SBC. Vì cái cạnh đáy bây giờ là DC. Và chiều cao thì cũng tương tự bên đây. Ví dụ ta gọi N là trung điểm của CD đó, thì khi đó thì ta có được là CD cũng vuông góc với SN. Thì SN thì cũng bằng với lại SM. Cho nên các phần này thì ta cũng ghi tương tự, thì ta có được cái diện tích của tam giác SDC thôi. Là ta trình bày cái phần này như sau. Thì đề bài cho là cái mặt phẳng SAD vuông góc với cái mặt phẳng ABCD. Và đề bài cũng cho là SAB cũng vuông góc với lại mặt phẳng ABCD. Mà mặt phẳng SAD giao với lại SAB thì là bằng SA. Vậy từ đây ta suy ra được SA vuông góc với lại mặt phẳng ABCD. Này, từ đó thì ta sẽ tính được cái diện tích của cái tam giác SAB. Khi đó diện tích S của tam giác ASAB bằng 1/2 AB nhân cho SA. Thì chỗ này là bằng 1/2 AB bằng A, SA cũng bằng A, cho nên được A bình phương chia 2. Tương tự như vậy thì ta cũng tính được diện tích của tam giác SAD là cái tam giác vuông tại A. Vì đây ta có SA vuông góc với ABCD, cho nên ta có SA vuông góc với AD. Cho nên diện tích của nó cũng là bằng 1/2 AD nhân cho SA. AD bằng A, SA bằng A, cho nên ta tính được cái này là A bình phương chia 2. Ta sang tính diện tích của tam giác SBC. Như cái phần tôi phân tích đó, thì ta gọi thêm cái điểm M là trung điểm của BC. Thì cái tam giác ABM, xin lỗi, tam giác ABC, tam giác ABC có AB bằng BC là bằng A nhỏ, và góc BAC là bằng 1/2 của góc là BAD. Vì đây là cái hình thôi, cho nên AC nó đóng vai trò là cái tia phân giác. Vì thế góc BAC thì nó bằng 1/2 của góc BAD. Đề bài cho góc BAD bằng 120 độ, cho nên ta có cái góc BAC ở đây là bằng 60 độ. Như vậy thì cái tam giác ABC có AB bằng BC là tam giác cân và có một góc 60 độ. Thì từ đây nó dẫn đến cái tam giác ABC là cái tam giác đều. Tam giác ABC là tam giác đều. Tam giác đều. Cho nên ta sẽ tính luôn cái cạnh AM. Cho nên ta suy ra AM là cái đường cao trong cái tam giác đều. Cho nên AM sẽ là bằng A căn 3 chia 2. Bây giờ ta xác định cái chiều cao của cái tam giác SBC. Thì đây ta có BC thì vuông góc với lại AM. Chỗ này thì là do tam giác ABC đều. BC vuông góc với AM mà BC lại vuông góc với lại SA. Vì SA vuông góc với lại ABCD. Từ hai cái điều này ta suy ra BC vuông góc với mặt phẳng SAM. Cho nên ta suy ra được BC sẽ vuông góc với lại SM.
Thì khi đó SM là đường cao trong tam giác SBC. Như vậy thì ta tính diện tích của cái tam giác SBC thì sẽ bằng 1/2 BC nhân cho SM. Để tính SM thì dựa vào tam giác SAM. Cho nên là ta ghi trong tam giác SAM vuông tại A thì ta tính được SM là bình phương. Nếu ta tính SM bình phương thì bên đây là bằng SA bình phương cộng cho AM bình phương. Thì ta thế vào thì ta được là SA bình phương thì là A nhỏ bình phương cộng AM bình phương. Mà AM ta tính ở bên này là bằng A căn 3 chia 2. Cho nên bình phương lên thì ta được là 3A bình phương chia 4. 3A bình phương chia 4. Cho nên chỗ này ta tính được là 7A bình phương chia 4. Suy ra được SM bằng A căn 7 chia 2. Thì từ đó ta tính diện tích của cái tam giác SBC bằng 1/2. Đấy, ta chọn là BC, đường cao là SM. Thế vào ta được 1/2 BC là bằng A nhỏ, SM là A căn 7/2. Cho nên ta tính được bằng A bình phương căn 7 chia 4. A bình phương căn 7 chia 4. Tương tự như vậy, tương tự thì ta sẽ tính được diện tích của cái tam giác SDC, nó cũng bằng luôn diện tích của cái tam giác SBC và bằng luôn là A bình phương căn 7 chia 4. Thì từ đó ta có được cái diện tích xung quanh, diện tích xung quanh bằng là diện tích của bốn mặt bên cộng lại. Nhưng mà do ta có được là cái diện tích của tam giác SAB thì bằng diện tích tam giác SAD, cho nên ở đây thì ta ghi diện tích xung quanh là bằng 2 lần diện tích của cái tam giác SAB cộng do cái diện tích của tam giác SDC bằng diện tích của tam giác SBC, cho nên ta ở đây ta ghi cộng 2 lần diện tích của cái tam giác SBC, cho nên bằng diện tích của tam giác ABC diện tích của tam giác SAB thì là bằng A chia 2. Ở đây 2 lần lên cho nên ta được là A bình phương cộng diện tích của tam giác SBC thì diện tích tam giác SBC là bằng A bình phương căn 7 chia 4. Ở đây 2 lần nên được A bình phương căn 7 chia 2. A bình phương căn 7 chia 2. Cho nên ta được cái đáp số là A bình phương, chỗ này là 1 cộng cho căn 7/2. Đây ta ghi là đơn vị diện tích. Như vậy ta tính được cái diện tích xung quanh của cái khối chóp tứ giác SABCD. Và bây giờ ta tính cái thể tích của cái khối chóp SABCD. Bây giờ ta sang cái phần tính thứ hai, đó là tính thể tích của cái khối chóp tứ giác SABCD. Thể tích của cái khối chóp thì lúc bây giờ VSABCD thì bằng 1/3 diện tích của cái tứ giác ABCD nhân chiều cao, bây giờ chính là SA. Đây ta nhân cho SA bằng 1/3. Ở đây là do cái đáy đó là cái hình thoi, cho nên ta áp dụng công thức diện tích của hình thoi. Ở đây là bằng hai cạnh liên tiếp nhân nhau, nhân cho sin góc giữa thôi. Nó khác cái tam giác cái là ta không có chia 2, tại vì đây nó gấp 2 lần diện tích của tam giác tương ứng. Cho nên ta có là bằng hai cạnh liên tiếp nhân nhau, cạnh AB là bằng A nhỏ, nhân cạnh AD là bằng A nhỏ, nhân cho sin góc tạo bởi AB và AD thì sin đây là sin 120 độ. Nhân cho SA thì SA đây là bằng A nhỏ. Nên ta tính được sin 120 độ là bằng căn 3 chia 2. Cho nên chỗ này ta được là A mũ 3 nhân cho căn 3 và chia 2 với chia 3 nữa là chia 6, đơn vị thể tích. Như vậy thì ta kết thúc cái ví dụ thứ nhất.
Ra sang cái ví dụ thứ hai. Ta vào cái ví dụ 2 như sau. Cho hình chóp SABCD có đáy là một cái hình bình hành. Gọi B' D' lần lượt là trung điểm của SB, SD. Mặt phẳng AB' D' cắt SC tại một điểm là C'. Tìm tỷ số thể tích của hai khối chóp SAB' C' D' và SABCD. Cái ví dụ 2 tôi tóm tắt lại như sau. Cho cái khối chóp SABCD, đáy ABCD là một cái hình bình hành với O là tâm của cái hình bình hành. Trên cạnh SB, SD lấy hai điểm B', D', sao cho B' là trung điểm SB và D' là trung điểm của SD. Thì khi đó cái mặt phẳng AB', D' nó cắt SC tại một điểm đó là C'. Yêu cầu đề bài là tính tỷ số của thể tích SAB', C', D' chia cho SABCD. Thì để tính tỷ số thể tích của hai khối chóp này thì ta tách cái khối chóp này ra làm hai phần. Khối chóp tam giác thì ta mới sử dụng công thức tính tỷ số thể tích được. Đó là tách ra cái thể tích của SAB phẩy C phẩy chia cho SABC và SAD phẩy C phẩy chia cho SADC. Khi đó thì ta sẽ tính được cái tỷ số thể tích cần tìm. Thì ban đầu đó thì ta phải xác định được cái điểm C phẩy. Thì để xác định được điểm C phẩy á, thì ban đầu thì ta có được là trong cái mặt phẳng SBD thì ta có là B phẩy D phẩy sẽ cắt SO tại một điểm đó là Y. Nên ta sẽ gọi Y, gọi Y là giao điểm của SO và B phẩy D phẩy. Thì khi đó trong mặt phẳng SAC thì kéo dài AI thì sẽ cắt SC tại một điểm, đó là điểm C phẩy cần tìm. Trong mặt phẳng SAC thì kéo dài AI sẽ cắt SC tại một điểm, đó là C phẩy. Thì khi đó thì ta tính cái tỷ số thể tích của hai cái khối chóp tứ giác. Thì để tính tỷ số thể tích của hai cái khối chóp tứ giác này đó thì ta phải biết cái C phẩy chia cái SC này theo cái tỷ lệ là bao nhiêu. Cho nên là từ O này ta vẽ cái đường thẳng song song với lại AI mà trong mặt phẳng SAC đó, nên ta sẽ vẽ cái đường thẳng song song lên. Thì ở đây là cái điểm E. Vậy ta ghi thêm cái phần này, đó là vẽ OE song song với lại AC phẩy, mở ngoặc là với E thì lại thuộc SC. E thuộc SC. Thì trong cái tam giác AC'C đó thì ta có OE thì song song với AC' thì theo cách vẽ. Cho nên là ta suy ra được E cũng là trung điểm vì ở đây O là trung điểm của AC. Cho nên ở đây thì ta có được là trong cái tam giác AC'C' trong tam giác này ta có là OE thì song song với là AC'. Và O là trung điểm của AC. Cho nên ở đây ta suy ra được E là trung điểm của CC phẩy. Có nghĩa là suy ra được EC sẽ bằng EC phẩy. C phẩy E. Bây giờ ta xét cái tam giác thứ hai, đó là tam giác SOE. Thì đối với tam giác này thì ta phải nói được cái Y là trung điểm SO. Thì ban đầu đó thì là ta có B phẩy là trung điểm
của SB. D phẩy là trung điểm của SD. Y là giao điểm của SO và B phẩy D phẩy. Y là giao điểm, tức là Y sẽ là bằng giao của B phẩy D phẩy giao với lại SO. Thì từ đây ta suy ra được Y là trung điểm SO, có nghĩa là suy ra được SI là bằng IO. Thì trong cái tam giác SOE ta có IC phẩy thì song song với lại OE. Này, cách vẽ. Và Y là trung điểm của SO. Y trung điểm SO tức là SI bằng IO. Y là trung điểm SO. Và cho nên ta suy ra được C phẩy là trung điểm của SE. Ở đây thì ta có, đánh đây là 1. Ở đây là C phẩy là trung điểm SE, cho nên suy ra được là SC phẩy thì bằng là C phẩy E là 2. Thì từ 1 và 2 ta có SC phẩy bằng C phẩy E bằng EC. Như vậy thì C phẩy chia cái đoạn SC theo cái tỷ số là SC phẩy sẽ là bằng 1/3 của SC, cho nên suy ra được là SC phẩy bằng 1/3 của SC. Sau khi có C phẩy chia cái tỷ lệ là 1/3 là 1/3 của SC thì lập tức ta có được cái tỷ số thể tích ngay, tức là ta có cái V của S A B phẩy C phẩy chia V của S A B C. Thì theo công thức thì ta được là S A chia cho S A nhân cho S B phẩy chia cho S B nhân cho S C phẩy chia cho S C. Thì cái tỷ số này thì là bằng 1, S B phẩy chia cho S B thì là 1/2, S C phẩy chia S C đây là bằng 1/3, cho nên ta được cái tỷ số này được là bằng 1/6. Tương tự như vậy thì ta có cái tỷ số V của S A D phẩy C phẩy chia V của S A D C thì bằng S A chia cho S A nhân cho S D phẩy chia cho S D nhân cho S C phẩy chia cho S C. Thì S A chia S A là bằng 1, S D phẩy chia S D do D phẩy là trung điểm của S D cho nên tỷ số này bằng 1/2. Mà tương tự vậy là S C phẩy chia S C ta cũng gặp đây rồi, 1/3, cho nên ta được đây là 1/6. Ta có V của S A B C thì bằng V của S A D C, vì hai cái khối S A B C và S A D C là có cùng chiều cao SA, có cùng chiều cao là khoảng cách từ S cho đến mặt phẳng ABCD và diện tích đáy là ABC thì bằng diện tích của ADC, cho nên hai cái thể tích của nó sẽ là bằng nhau. V của SABC bằng V của SADC và thể tích của nó sẽ bằng 1/2 thể tích của SABCD, vì cái hình bình hành ABCD có diện tích gấp đôi lần diện tích của tam giác ABC. Vì thế ta có được cái điều này. Như vậy thì ta có được thể tích của SA phẩy B phẩy C phẩy SA B phẩy C phẩy D phẩy chia V của SABCD. Thì ta chỉ cần tách cái khối chóp thành hai khối chóp thì là V của S A B phẩy C phẩy S A
B phẩy C phẩy cộng cho V của S A D phẩy C phẩy A D phẩy C phẩy chia cho V của S A B C D S A B C D bằng thì thể tích của S A B phẩy C phẩy đem chia cho thể tích V của S A B C D á, thì V S A B C D thì bằng 2 lần V của S A B C, cho nên ta thế vào V của S A B phẩy C phẩy chia V ở đây là 2 lần V của S A B C cộng V của S A phẩy D phẩy là A thôi, D phẩy C phẩy chia cho thể tích của S A B C D, thì ở đây ta thế vào 2 lần của thể tích S A D C. À, thì chỗ này thì ta sẽ tính được là cái tỷ số ở đây đó thì là bằng 1/6, cho nên chỗ này là 1/2 rồi, nhân cho chỗ này là 1/6 cộng chỗ này là 1/2 giữ nguyên, còn V của SAD phẩy C phẩy chia cho S V của SADC thì chỗ này là bằng 1/6 nè. À, thì chỗ này ta được cái đáp số. À, thì chỗ này thì được là 1/12 cộng chỗ này là 1/12, à, cho nên được là 1/6. À, vì thế ta kết luận là tỷ số thể tích của hai khối chóp SAB phẩy C phẩy D phẩy chia cho V SABCD là bằng 1/6. Đây chính là cái đáp số cần tìm.